Cần bán nhà xây mới 5 tầng, có diện tích đất là 31m2, có vị trí nằm tại ngõ 174 đường Phương Canh, phường Xuân Phương, quận Nam Từ Niêm, thành phố Hà Nội. Ngôi nhà thì có hướng chính là hướng Đông Nam, được thiết kế xây dựng là 5 tầng, bao gồm là 3 phòng ngủ, 1 phòng khách, 1 phòng bếp, 1 phòng thờ, 1 sân phơi và 3 phòng vệ sinh. Vị trí của ngôi nhà thì nằm rất gần với lại khu vực chợ Phương Canh trường tiểu học, trường cấp 2 và ủy ban nhân dân phường Phương Canh. Gần ngôi nhà thì là có đầy đủ tất cả các tiện ích như là trạm y tế, nhà thuốc, chợ, siêu thị, bệnh viện. Ngôi nhà cách các trường đại học lớn như là Đại học Công nghiệp, Đại học FPT, Đại học Thành Đô là chỉ khoảng à, trong bán kính là 1,5 km. Từ ngôi nhà mà ra sân vận động Mỹ Đình đến xe khách Mỹ Đình là chỉ khoảng tầm 3,5 đến 4 km. Sau đây tôi sẽ giới thiệu chi tiết ở phía bên trong ngôi nhà để cho quý khách hàng có thể nắm được rõ ràng hơn. Thì hiện tại là mọi người đang ở phía bên trong tầng 1 của ngôi nhà ở đây. Mọi người có thể nhìn thấy thiết kế của tầng 1 là bao gồm là phòng khách, phòng bếp và một nhà vệ sinh phụ. Diện tích phòng khách rất là rộng. Được chúng tôi thiết kế tách biệt giữa phòng khách ô cầu thang và phòng bếp ra. Và đây là khu vực phòng bếp. Hệ thống tủ bếp thiết kế dạng chữ L. Toàn bộ tủ bếp trên và tủ bếp dưới này đều dùng là gỗ thịt được tẩm sấy chống cong vênh và mối mọt. Thiết kế tủ bếp rất là đẹp và hiện đại, màu sắc thì rất là trang nhã và tính thẩm mỹ rất là cao. Đấy, mọi người có thể là nhìn thấy hệ thống kính ốp bếp sử dụng là kính cường lực thương hiệu là Minh Nong. Vòi rửa và chậu rửa là sử dụng là chất liệu là inox ba tư. Đá mặt bếp là sử dụng là đá màu vàng mỡ gà vân mây. Đấy, toàn bộ không gian của tầng 1 mọi người có thể là nhìn thấy từ đây và ở phía tầng 1 là chúng ta sẽ có thêm là một cái nhà vệ sinh phụ nữa ở trong nhà vệ sinh thì là đã có hệ thống bồn cầu vòi xịt vòi rửa cũng như là hệ thống uh, máy bơm dùng để bơm nước lên trên bồn nước ở bên trên uh, sân thượng cửa nhà vệ sinh là sử dụng là cửa nhôm hệ khu vực ô cầu thang thì là sử dụng toàn bộ hệ thống tay vịn cầu thang là chất liệu là bằng gỗ niêu nam phi mặt bậc và cổ bậc cầu thang là mặt bậc là dùng đá granite màu đen kim sa và cổ bậc là dùng đá granite màu trắng thiết kế ngôi nhà thì rất là thẩm mỹ và rất là hiện đại ở phía khu vực tầng 2 của chúng ta thì thiết kế là bao gồm là một phòng ngủ và một phòng vệ sinh toàn bộ gạch ốp tường trong nhà vệ sinh là sử dụng gạch là gạch ốp kích thước là 30 x 60 hệ thống bồn cầu lavabo sen kê tắm nóng lạnh gương soi phụ kiện này đều được lắp đặt hoàn thiện xong hết rồi Gạch tét nền là sử dụng là gạch 30 x 30 Gạch chống trơn Không gian nhà vệ sinh rất là rộng Và đây là khu vực phòng khách Phòng khách là có cửa sổ mở ra bên ngoài Để cung cấp ánh sáng và không khí cho toàn bộ căn phòng Toàn bộ hệ thống ống chờ để nắp đặt điều hòa Hệ thống trần thạch cao đèn led chiếu sáng Cũng như là hệ thống sàn gỗ Này đều được hoàn thiện xong hết Có hai cửa sổ Sàn gỗ nó sử dụng là sàn gỗ công nghiệp Thiết kế phòng ngủ rất là vuông vắn và rất là rộng. Cửa chính, cửa thông phòng là sử dụng là cửa bằng gỗ lim. Tất cả hệ thống điện cũng như là hệ thống đèn chiếu sáng là đều được hoàn thiện xong rồi. Tiếp theo đây là khu vực ở phía bên trên tầng 3 của ngôi nhà. Thiết kế của tầng 2, tầng 3 và tầng 4 là sẽ tương tự như nhau. Mỗi một tầng của chúng ta là sẽ có một phòng ngủ và một phòng vệ sinh Tất cả các hệ thống nhà vệ sinh này đều được hoàn thiện xong hết Và phòng ngủ nó cũng đã được chúng tôi hoàn thiện xong hết rồi Đối với ngôi nhà này thì là quý khách hàng là có nhu cầu chuyển về ở luôn Thì là chúng ta là có thể là chuyển đồ về và ở luôn được Và ngôi nhà đang được chúng tôi chào bán với giá là 2 tỷ 650 triệu đồng Bên công ty sẽ hỗ trợ toàn bộ chi phí sang tên sổ đỏ cho khách hàng có hỗ trợ vay vốn ngân hàng đối với những khách hàng có nhu cầu. Cái vị trí của ngôi nhà thì là nằm ở vị trí rất là tiện lợi, nằm ở trên trục đường chính đường Phương Canh. Ngôi nhà thì là nằm ngay bên cạnh chợ Phương Canh và trường tiểu học Phương Canh. Rất gần với lại trường cấp 2 Phương Canh. Bán kính của ngôi nhà trong vòng 2 km thì là có đầy đủ tất cả các tiện ích, các trường đại học như là đại học FPT, đại học Thành Đô. Đại học Công nghiệp Hà Nội Rất gần với lại các trường đại học như là trường đại học thương mại, trường đại học báo chí và tuyên truyền Rất gần với sân vận động Mỹ Đình, bến xe khách Mỹ Đình Vị trí giao thông di chuyển rất là thuận lợi Đây là khu vực phòng ngủ ở phía bên trong tầng 3 đây Phòng ngủ đường lát là gạch vân gỗ kích thước là 60 x 60 Diện tích phòng ngủ thì rất là rộng Tiếp theo đây là mời mọi người tham quan ở phía bên trên tầng 4 của ngôi nhà Thiết kế của tầng 4 và tầng 3 và tầng 2 là tương tự như nhau Chúng ta sẽ có là một phòng ngủ và một phòng vệ sinh Với cái ngôi nhà này thì là diện tích là 31m2 Thiết kế là 3 phòng ngủ và 4 phòng vệ sinh Thì đảm bảo là sẽ giải quyết được tất cả những cái vấn đề của những hộ gia đình Đấy chúng ta là có thể là chia ra phòng ngủ của bố mẹ phòng ngủ con cái phòng làm việc phòng học tập rất là hợp lý cái nhà vệ sinh ở tầng 4 thì cũng tương tự như tầng 2 với tầng 3 thôi đều được chúng tôi hoàn thiện xong hết rồi và cuối cùng là mời mọi người tham quan ở phía bên trên tầng 5 khu vực giặt đồ và sân phơi của ngôi nhà đây là khu vực của chúng tôi là thiết kế là dùng để để máy giặt và khu vực giặt đồ đây toàn bộ hệ thống điện, hệ thống cấp nước và xả nước là cũng đã được chúng tôi hoàn thiện xong hết. Và cuối cùng đây là khu vực sân phơi. Hệ thống mái tôn chống nóng, chuồng cọp đảm bảo an toàn đều được hoàn thiện xong rồi. Cái sân phơi rất là rộng. Chúng ta có thể là phơi đồ cũng như là trồng thêm cây cảnh, cây hoa ở trên sân thượng nữa. Gạch nát nền là sử dụng là gạch kích thước là 40 x 40, gạch sân vườn màu sắc rất là đẹp và rất là sạch xung quanh ngôi nhà thì là khu vực đông dân cư dân cư ở rất là đông mọi người có thể thấy là ở phía bên tay phải kia đấy là trường tiểu học phương canh cách nhà chỉ khoảng tầm 300 trăm mét thôi sau đây mời mọi người đi tham quan lại toàn bộ cái không gian của ngôi nhà từ tầng năm xuống ô cầu thang thiết kế rất là rộng độ dốc vừa phải Tầng 1 thì nó sẽ là thiết kế là 19 bậc và từ tầng 2, tầng 3, tầng 4, tầng 5 thì sẽ là 17 bậc. Thiết kế rất là hợp phong thủy. Hướng nhà là hướng đông nam cho nên là rất là mát. Ngôi nhà thì đang được chúng tôi chào bán với giá là 2 tỷ 650 triệu đồng. Bên công ty sẽ hỗ trợ toàn bộ chi phí sang tên sổ đỏ cho khách hàng. Quý khách hàng cần vay vốn ngân hàng thì bên công ty sẽ hỗ trợ vay vốn ngân hàng với cái mức uh, vay tối đa là 70% và cái mức lãi suất là rất là hợp lý. Mọi người cần xem nhà hoặc là cần tư vấn thêm chi tiết thì xin vui lòng liên hệ số điện thoại ở phía bên trên màn hình. Em Ánh 0983 013 403 hoặc 0888 041 bốn. Mọi người xem video nếu như mà thấy hay và có nhiều thông tin bổ ích thì nhớ like video, đăng ký kênh và chia sẻ cho nhiều người cùng biết. Xin chân thành cảm ơn tất cả mọi người đã dõi video của chúng tôi.